Hello, xin chào cả mọi người đã xem kênh C Review. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách săn hàng giá 1K hoặc là những cái sản phẩm giới hạn số lượng trong cái mục flash sale khi thao tác mua trên điện thoại, một cái cách nhanh nhất mà mình vẫn thường làm. Thì bây giờ thì mình sẽ chuyển sang quay màn hình để các bạn có thể quan sát nó dễ hơn nhé. Thì ở đây mình đang có cái giao diện Shopee trong cái thời gian này. Thì trên cái giao diện Shopee này có thời gian ấy thì nó sẽ ở cái phần khu vực mà mình chỉ mũi tên này này, chỉ chuột này này, thì nó sẽ có hay có phần là hiển thị là flash sale theo khung giờ. Thì bây giờ thì Shopee cũng đang có cái mở chương trình flash sale theo khung giờ như kiểu như là 9 giờ, 12 giờ, 15 giờ và 18 giờ cho đến 21 giờ. Thì cái chương trình flash sale theo khung giờ này mình thấy Shopee cũng mở khá lâu rồi, nhưng mà hiện tại thời điểm này thì mình thấy Shopee là đang không tung ra cái mã giảm, mã free ship theo khung giờ nữa, mà tức là chỉ có mở flash sale những sản phẩm thôi chứ không có tung mã free ship nữa. Thì cái cách mà để các bạn mua được những cái sản phẩm 1K cho đến dưới 99K và những cái sản phẩm đó trong mục flash sale thì thường là họ sẽ hay có giới hạn số lượng ấy. Thì để các bạn có thể mua được những cái sản phẩm đấy nhanh nhất khi thao tác trên điện thoại ấy, thì các bạn sẽ làm theo như mình nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái mục flash sale này. Đây, chỗ mình chỉ chuột này, flash sale này. Các bạn kích vào xem sản phẩm, xem tất cả. Thì ở đây nó đang là cái khung giờ. Các bạn nhìn theo chuột nhé, đang là cái khung giờ 12 giờ. Thì dưới cái khung giờ 12 giờ này nó có những cái sản phẩm ở phần top pick này đó, thì các bạn sẽ không xem ở đây mà các bạn vào cái phần này cái gì cũng rẻ này, chỗ mình chỉ chuột đấy đó. Thì trong cái phần này nó sẽ có những sản phẩm 1K đấy, có những sản phẩm 1K chưa bán hoặc là có những sản phẩm đã bán hết, mình sẽ kéo xuống dưới. Đấy, nó sẽ có những cái sản phẩm đã bán hết đấy. Thì những cái sản phẩm đó đôi khi cái số lượng sale nó không được nhiều và mình thao tác không nhanh ấy, thì sẽ bị người khác mua hết trước ấy. Đó, chẳng hạn đây là những cái sản phẩm đã bị bán hết, nó tức là nó chỉ có những bằng đấy thôi. Thì để các bạn mà muốn thao tác nhanh, các bạn sẽ làm theo như mình nha. Đầu tiên các bạn sẽ vào phần khung giờ trước, kế tiếp là khung giờ 15 giờ đó. Và trong cái khung giờ này các bạn, để mà các bạn ước chừng được cái mức giá của những sản phẩm các bạn muốn mua thì các bạn sẽ nhìn theo đây. Đấy, hiện tại cái viền đỏ này nó đang ở cái ô 1K, thì những cái phần này, những cái sản phẩm này hiện tại là chưa đến khung giờ 15 giờ thì nó chưa hiển thị cái mức giá. Nhưng mà nó đang ở khung 1K này thì các bạn cũng có thể căn được và ước chừng được là cái sản phẩm này nó ở mức giá 1K. Đó, thì các bạn sẽ cứ kéo xuống để xem đến khi nào nó nhảy sang đây, những cái sản phẩm cái phần trên này đó, phần trên này nó nhảy sang cái ô 9K thì những cái sản phẩm mà cái phần các bạn vừa kéo lên nó sẽ nằm ở cái mức 9.000 đồng đấy, và cái kéo tiếp nữa thì nó sẽ nhảy lên đến mức dưới 59K, thì các bạn sẽ ước chừng được cái mức giá nó là như vậy. Thì đó là về cái cách để các bạn căn được mức giá trong cái mục flash sale nhé. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn các cái cách mà săn được và mua được hàng nhanh nhất khi thao tác trên điện thoại. Chẳng hạn như những cái sản phẩm 1K thì sẽ rất nhiều người mua, đặc biệt những cái sản phẩm đấy mà lại nó lại hữu ích mà nhiều người hay dùng đến ấy. Ví dụ ở đây mình sẽ tìm tìm trước xem đây, ví dụ trên trên cái sản phẩm vùng 1K này. Đấy, nó đang có cái kính thời trang nam nữ này. Thì ở đây nó đang ở ô 1K này, thì mình nghĩ là cái sản phẩm này nó sẽ có rất nhiều người sẽ muốn mua ấy. Thì các bạn muốn để mà mua được cái kính này ấy, nhanh nhất các bạn sẽ kích vào cái kính này đó, sau đó các bạn đã thêm vào yêu thích nó, thì cái kính này nó sẽ được có trong cái mục đã thích của các bạn đó. Còn nhiều bạn ấy là sẽ chọn là khi thấy cái kính này vào khung giờ này, các bạn nhiều bạn không biết là sẽ thêm sẵn luôn vào trong cái giỏ hàng ấy. Thì chẳng hạn như thêm thế này, các bạn sẽ vào xem, nhiều bạn là không biết sẽ thêm luôn vào giỏ hàng đó. Mình
cái đường truyền mạng của mình nó hơi kém, các bạn chờ một chút. Đó, chẳng hạn chọn kính đen đi, các bạn thêm luôn ở trong giỏ hàng. Thì mặc dù trong giỏ hàng này ấy, hiện tại cái giá của cái kính này là 14k, nó chưa đến khung giờ thì nó chưa về cái giá 1k, nhưng các bạn thêm trước vào trong giỏ hàng này thì các bạn đến cái khung giờ mà được sale giá 1k thì cái kính này nó cũng sẽ không còn hiện ở trên cái giỏ hàng nữa, nó sẽ bị mờ cái sản phẩm này đi và các bạn sẽ không mua được. Lúc đấy thì các bạn sẽ vẫn phải vào trong cái mục flash sale để thêm. Vậy nên các bạn, cách tốt nhất là các bạn để hãy thêm trước, tức là vào xem sản phẩm và các bạn thêm trước vào cái mục đã thích. Sau khi thêm vào đã thích rồi thì các bạn quay ra, đó, quay ra ngoài như thế này. Thì nếu mà đang ở cái thời điểm mà Shopee tung ra mã free ship từ 0 đồng thì các bạn ở đây nó sẽ có những cái phần để các bạn chọn vào để lưu cái mã đấy. Thì nếu mà bây giờ là mình sẽ làm như nếu mà ở Shopee đang tung cái mã free ship thì mình sẽ khi đến khung giờ cái là mở mã cái là mình sẽ kích vào cái phần để lưu mã. Và sau đó ấy, mình sẽ kích vào phần tôi này. Đó, thì khi có mã free ship 0 đồng rồi và các bạn sẽ kích vào phần tôi thì các bạn sẽ vào cái mục đã thích trong cái mục tôi của bạn này. Thì đó, nó sẽ có sẵn cái sản phẩm các bạn đã thích ở đây trong cái mục phá sale. Thì khi các bạn đã thích cái sản phẩm này rồi ấy, thì nó các bạn sẽ mất không cần phải vào cái phần mục phá sale để chọn sản phẩm nữa mà nó có sẵn đây. Thì các bạn vẫn cứ vào trong này, lúc đấy các bạn có sẵn sản phẩm rồi các bạn sẽ thêm vào giỏ hàng. Đó, thì khi đó khi thêm vào giỏ hàng rồi ấy, thì các bạn sẽ thao tác nhanh là kích vào như mình mua bình thường và chọn áp mã là áp cái mã free ship 0 đồng ấy. Đó, còn nếu mà bạn nào có sẵn cái mã free ship 0 đồng ở trong cái ví voucher rồi ấy, thì nó sẽ tiện hơn. Đó, thì sau khi đó các bạn áp mã và các bạn sẽ thanh toán qua ví Pay thì các bạn sẽ mua được cái sản phẩm đó nhanh nhất. Còn nếu mà các bạn mà cứ thêm trước vào trong cái giỏ hàng thì đến cái khung giờ đó thì cái sản phẩm mà thêm trước đó thì nó sẽ không còn hữu dụng nữa, tức là nó sẽ không hiển thị trên cái phần giỏ hàng nữa để các bạn mua. Nên nếu các bạn mà quay ra mua vào chọn, mình sẽ làm cho theo những cái bạn mà chưa biết ấy, là đây là vào flash sale này. Đó, đến khung giờ bắt đầu vào flash sale. Đó, và flash sale bắt đầu là xem sản phẩm nào các kiểu, quẹt quẹt một loạt đi xong là mới thấy sản phẩm nào ưng ưng hay là giá hợp lý, bắt đầu lúc đấy mới thêm vào giỏ hàng để mua. Thì xong đó thì thao tác những cái như thế thì sẽ rất lâu, mà đến khi thao tác để phần thanh toán cái thì đôi khi sản phẩm đấy nó lại bị hết mất rồi vì người khác mua trước mất rồi. Nên các bạn làm theo cái cách mà mình chia sẻ, đó là cái cách mình thấy là nhanh nhất trên khi thao tác trên điện thoại. Còn trên máy tính thì có rất nhiều cái cách để làm cho nó nhanh hơn ấy, thậm chí họ làm ra thành mấy tab, đâm ra là mua được còn rất nhiều sản phẩm luôn. Đó, thì đó là cái cách săn đồ nhanh nhất trên điện thoại mà mình chia sẻ. Thì cái video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xin chào các bạn.